chuyện mà có thật, những điều ma mị, bí mật trong căn nhà cũ. Lan cảm thấy mình may mắn vì mua được căn nhà với giá rất hời. Tuy nhà hơi cũ, song khá rộng rãi với một bà mẹ đơn thân như cô. Vì cơ thể nặng nề với cái thai đã lớn, Lan hiếm khi đặt chân vào nhà kho bên dưới cầu thang, nơi ngổn ngang những vật dụng đầy bụi và mạng nhện do người chủ trước để lại. Không lâu sau, khi dọn đến ở, Lan sanh con, một đứa bé trai chẳng giống cô, cũng chẳng giống bố nó, khiến đôi lúc Lan ngờ rằng có sự nhầm lẫn nào đó xảy ra. Lạ lùng hơn, con trai cô thường nhìn chằm chằm không chớp mắt về nhà kho, có lúc còn đưa tay chỉ, như thể nó trông thấy điều gì ở đó. Một đêm đợi con ngủ say, Lan vào kho lục lọi xem có phát hiện gì không. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng của Lan khi cô tìm thấy một khung ảnh ố vàng với một hình đứa bé giống hệt con của mình, cùng dòng chữ sinh năm 1981, mất năm 1982. Cậu bé ở phòng 407. Khách sạn của Sơn nghĩ lại trong chuyến công tác này hơi sập xệ, xong anh không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nửa đêm đang chập chờn vì lạ chỗ, Sơn nghe thấy có tiếng gõ cửa. Anh hé cửa nhìn, một cậu bé đứng trước phòng 407 đối diện phòng Sơn, nhìn anh thiều thào tiếng được tiếng mất. Chú qua phòng với cháu được không? Mẹ cháu đi đâu mãi chưa về, cháu sợ quá. Sơn che miệng ngáp dài. Thế bố cháu đâu? Tối nay bố cháu phải trực ở bệnh viện. Thằng bé nói nhỏ đến mức Sơn vừa nghe vừa đoán. Đêm hôm thế này chú vào phòng cháu e không tiện. Thôi để chú gọi tiếp tân thử xem sao. Sơn quay vào gọi điện thoại xuống lễ tân. Ở đầu dây bên kia, cậu nhân viên lễ tân trẻ lắp bắp. Dạ, có phải cậu bé ở phòng 407 phải không ạ? Phòng ấy đã khóa cửa nhiều năm rồi anh ơi. Kể từ ngày có cậu bé bệnh rồi qua đời ở đó. Một trò thách đố. Cuối cùng, Nam cũng nhận lời thách đố của bạn bè. Tối nay, anh sẽ vào khu vệ sinh bỏ hoang ở phía cuối khu C ký túc xá một mình, chụp ảnh và đăng lên Facebook để nhận tiền thưởng. Từ lâu rồi, chẳng ai dám bén mạng tới khu vực này, nơi mà từng xảy ra cái chết của một nữ sinh, và nó đã được truyền tụng khắp ký túc xá. Vì vậy, Nam không khỏi hồi hộp. Vừa chụp ảnh, anh vừa lắng tai nghe ngóng xem có tiếng nước xả hay tiếng hít sáo như lời đồn hay không. Dù toilet không có một bóng người và các cánh cửa đều mở toàn, mai sau Nam không phát hiện điều gì bất ổn. Sau khi đăng ảnh lên Facebook một cách vội vã, anh khẩn trương rời khỏi toilet và ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ các bạn đang chờ. Vừa trông thấy Nam, bạn anh đã đưa điện thoại có ảnh chụp trên Facebook của anh và nhào nhào phản đối. Mày phạm luật rồi, ai cho mày mang theo bạn gái, lại còn chụp hình với bạn gái đứng soi gương nữa chứ, không được thưởng đâu nhé. Cô gái trong mưa. Một buổi chiều sau cơn mưa tầm tã, Tuấn trông thấy một cô gái lạ khắp người ướt đẫm nước mưa, ngồi nghỉ chân trước căn nhà hoang nổi tiếng của làng anh. Trời nhập nhoàng tối rồi mà cô gái vẫn chưa đi, khiến Tuấn cảm thấy ái ngại. Anh đến gần chỗ cô nhỏ giọng. Trời sắp tối rồi, cô nên đi thì hơn. Cô gái tròn xe mắt nhìn anh. Có lẽ cô chưa biết chuyện về căn nhà hoang này thì phải. Cô gái lắc đầu. Tôi nghe nhiều người kể rằng ngày xưa từng có hai mẹ con chết tại đây trong một đêm mưa gió, vì cô gái có con với cậu chủ, nhưng chủ nhà không chấp nhận cho cô vào. Sau đó đêm nào người trong nhà cũng nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng trẻ con khóc, họ sợ đến mức phải bỏ nhà đi. Từ đấy không ai dám lảng vảng gần căn nhà này vào buổi tối cả. Cô gái trả lời. Họ đồn đại không đúng. Lúc ấy tôi nào đã sinh con. Cô gái buồn rầu lấy tay xoa bụng. Nước mưa vẫn chảy dài từ tóc cô, dù trời đã tạnh từ rất lâu rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Đi Kỳ bạn nhé.